Chào anh em nha. Anh em về một mẫu xe Innova 2016 nè. Đó. 2016 là con này bản y nha anh em. Con này bản y trang bị nè, một túi khí nè. Hai túi khí nè. Đó. Bản y là đồng hồ xanh kim đỏ nha anh em. Đó. Đồng hồ xanh kim đỏ nè. Đó. Đồng hồ xanh kim đỏ, còn ví dụ đây là nó có gạt mưa sâu nè. Đó, có gạt mưa sâu rồi đầy đủ nè. Đó. Rồi con này rất đẹp nha, bộ ghế nỉ nè. Rồi bây giờ em đi quanh xe cho anh em xem thử cái xe nó làm sao nha. Đó. Anh em nào muốn xem xe và chạy thử nha, gọi cho em ở dưới An Bình Dương, em tên Tuấn nha. Số điện thoại của em là 0904804567 nha anh em. Đó. Con Innova này thì được mang biển kiểm soát 75A07875 nha, được sản xuất 2016. Đó. Xe zin của nó là mâm phay xi nhan gương nè, đó, mâm phay nè. Rồi xi nhan gương nè. Đó. Xe rất là đẹp nha anh em. Xe này là không có mục mọt gì hết nha. 2016 chạy thì con này đồng hồ thì nó em nghĩ là nó chắc có tua rồi. Đó, con này đó thì nó chạy tới một tầm một em đoán là theo 120 tới 130.000. Nó tua còn 6 mấy ngàn thôi. Đó. Xe đẹp miên man, xe zin là nó không có cái đuôi cá cho nha anh em. Đó. Còn mạng e á là nó có sưởi kiến nè. Sưởi kiến rồi cái nút này, nút để nước xuống nè. Đó. Cụm đèn sau đó đẹp nha. Đó. Sơn si con này thì về anh em sẵn dùng rồi, không có bát bóng gì hết trơn á. Đó. Kính quanh xe zin hết nha anh em. Anh em này mà mua xe bên em á, em có đánh bóp bóng lại toàn xe nè, rồi bát lại cái xe nè, rồi thay nhớt mới cho anh em nha. Đó, mâm phay rất đẹp luôn, mâm này hơi nó hơi chạy nè, nó hơi chạy. Anh em nào thích đó, em phay hết bộ mâm cho, phay thì nó hơi mỏng, xe mỏng mâm tí nha. Rồi em đi vào chi tiết xe cho anh em nha. Đó, hai qua 2015 2016 là mặt ga lăng nó qua form ga lăng bự rồi nha anh em. Đó, đèn nè, đèn rất là sáng luôn. Con này thì chưa có lên đèn gầm, xe rin sao chưa lên đèn gầm, chưa lên gặp một cái sau luôn. Rồi em cho anh em xem cái gầm nha. Đó, em xin nhắc lại là con này là Toyota Innova 2016. Đó, sản xuất 2016. Rồi em nói cái giá luôn nha, cái giá em chào bán là 390 triệu đồng nha, 390 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho anh em xem xe và chạy thử nha. Đó, keo chỉ con này thì đẹp miên man rồi, không vót một phân keo chỉ luôn anh em. Đó, đó, nội thất còn nỉ luôn nè. Cái câu mang e á, anh em để ý này, cái câu mang e á là bên đây nè, cái tay nắm cửa nè là tay nắm cửa micro nè. Đó, rồi nội thất nỉ nè, xe gia đình mới còn nỉ nha anh em. Đó, nỉ đây rất đẹp luôn, nỉ nỉ đây nè, nó ngồi ít nên nó cũng còn phòng nè. Rồi chỗ đây đi ít nè, đó không, gai quăng còn luôn. Đó, phụ số đẹp luôn. Đó, anh em nào muốn xem xe chạy thử vui lòng liên hệ với em nha. Em tên Tuấn, em ở Bình Dương, số điện thoại của em là 0904804567 nha anh em. Đó, anh em nào mà xem video của em á thì cho em xin một like và đăng ký nha. Đó, để có động lực đó, ngày này em cũng lên video cho anh em nha. Đây, gai quăng cánh sau nè, đẹp luôn nha anh em, nội thất nỉ đẹp luôn. Anh em này mà chơi xe đẹp á thì đỡ nỉ nha. Còn ví dụ nhà mình có con nhỏ thì mình bọc da vô cho nó đỡ vô, lớp con này thì nó hơi yếu rồi. Đó, có xem nó vậy luôn. Đó, phần cua lốp này, cái phần này là hay mục mọt nhất nha anh em. Đó, nhưng mà là con này rất là đẹp luôn, cái này của hãng luôn nè, đẹp không. Vào bằng cốp sâu cho anh em nha. Đó, cổ đinh tán hai bên nè. Nếu mà con xe nó bị tán đít á là mấy cái đinh này nó không có còn rồi nha anh em. Đinh rồi chỉ, ốc cả, ốc đồ đây ra hết nè. Đó, là nó không có còn đâu. Xe đẹp lắm anh em ơi. Anh em nào mà thích mấy dòng mà trâu bò mà chạy tiết kiệm này, con này là chạy vô đối luôn, chở nhiều người luôn. Đó, keo chỉ đẹp không.
xe em bán ra là điện bao đâm đụng bao ngập nước cho anh em nha. Đó, bao đâm đụng bao ngập nước. Con này em bán ra em bảo hành máy cho anh em là 1 năm nha. Đời 2016 thì em bảo hành 1 năm luôn. Đó, anh em coi combo này, thấy không? Đẹp không? Đó, tim gầm luôn. Gầm còn tim luôn nha, còn ống chấm 7 màu nè. Đó, đẹp luôn. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0904804567. Anh em nào coi video của em lần đầu tiên cho em xin một nút like về đăng ký nha. Đó. Rồi kêu chị cánh bên tài nè, đẹp không? Con này là không móc phần kêu chỉ nào nha anh em. Xe đẹp lắm. Đó, nội thất nỉ. Con này là bay vùng điều hòa. Đó, tất cả đây là xe, đây là đăng ký 8 ghế ngồi. Đó. Nên bay vùng, một vùng ở trước nè. Đó. Vùng đây nè, và vùng sau nè, sau cho hộp gió nè. Đó. Nên con này nó được ngồi ba ghế luôn, ba ghế có ba vùng điều hòa luôn. Xe đẹp. Kêu chỉ cánh tài nè anh em. Đẹp luôn. Rồi, em vào hoàn phần khoang máy cho anh em coi nha. Đó, mấy cái nút này chỉnh gương nè, đây là chỉnh gương, gương chỉnh điện nè anh em. Con này có sưởi kính rồi cả miếng dây rin luôn nha. Em xin báo giá lại là con này em bán là 390 triệu nha. 390 triệu em có thương lượng, có bớt cho anh em xem xe và chạy thử nha. Rồi, con này mới cho anh em đăng kiểm lại luôn. Đăng kiểm dài luôn. Đó, đăng kiểm tới ngày 4 tháng 4 năm 2023 luôn nha. Phí đường bộ thì còn tới ngày 11 tháng 11 2022. Đó. Đây là phần khoang máy nha anh em. Đó, xương sẩu nè, đây. Đó, đây là tim, cái tim sườn nha anh em. Cái đây là cục ABS chống bó cứng phanh nha. Anh em mình đi trời mưa rồi cái đây là nó an toàn lắm nha, nó chống bó phanh rồi chống trơn trượt rồi nó. Đó, khung xương dàn đầu này đẹp chưa? Đó, em đi chi tiết cái khung xương dàn đầu cho anh em xem luôn. Đó, đẹp chưa? Cục máy mà, máy còn tem mát nguyên luôn. Đó. Đẹp không? Con đây là ốc chấm 7 màu còn luôn nè. Chưa có đụng một con ốc gì luôn anh em. Rồi, em xin báo lại là con này em bán là Innova 2016. Em bán với giá là 390 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho anh em ở xe nha. Đó. Anh em nào xem kênh cho em xin một nút like và đăng ký nha. Đó. Rồi, chào anh em luôn nha.